nhà tan hoang sau trận lũ cát ở Phan Thiết. 55 hộ dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, thiệt hại, nhà cửa hư hỏng do lũ cát đỏ trên đồi tràn xuống. Ngày 2 tháng 10, đường đội tuyển 719 ven biển thành phố Phan Thiết đoạn qua thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, vẫn ngổn ngang bùn đất do trận lũ cát tràn xuống chiều qua sau mưa lớn. Hai xe múc được huy động để cào, gom đất cát đông cứng trên đường. Căn nhà của chị Võ Thị Dũng bị lũ cát dồn xuống làm vỡ mảng tường phía sau. Một góc tường bên hông nhà đổ sập, đồ đạc hư hại. Khi lũ tràn xuống, trong nhà vắng người nên không xảy ra thương vong. Cách đó 10 mét, toàn bộ đồ đạc, áo quần, tiền bạc của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Trâm bị vùi lấp sau khi lũ cát quét qua. Tài sản trong nhà mất trắng, giờ tôi còn không có gạo nấu cơm, bà buồn bã nói. Khoảng 16 giờ hôm qua, trời vừa mưa xong lũ từ hướng đồi sau nhà ào xuống làm bung cửa chính. Vợ chồng bà Trâm nhanh chóng di tản hai người con và mẹ già 90 tuổi sang ở nhờ nhà người quen trong thôn. Tủ kính, đồ đạc, hàng hóa của quán tạp hóa trong thôn bị bùn vùi lấp, làm hư hỏng. Bà Bích Trâm kể lại giây phút lũ cát tràn xuống. Người dân thôn Tiến Phú dọn dẹp đường sau trận lũ cát để có thể đi lại. Một ngày sau sự cố, tại hiện trường vẫn còn dấu bùn cát từ khu đồi phía sau tràn xuống khu thôn Tiến Phú. Ông Lê Đình Hợi, trưởng thôn Tiến Phú, cho hay hiện chưa thống kê hết thiệt hại của 53 hộ dân trong thôn để có hướng đề xuất thành phố hỗ trợ, trong đó 10 hộ thiệt hại nặng. Kế bên thôn Tiến Phú, ở thôn Tiến Hải cũng xảy ra tình trạng lũ cát trên đồi tràn xuống. Nước lũ dồn về con suối gần một khách sạn, ngay chân cầu trên đường 719. Dòng lũ đã giật sập mố cầu, làm xói lở tường rào, ăn sâu vào sân, hư hỏng các công trình của khách sạn. Sáng nay, nhân viên khách sạn dọn dẹp những hạng mục bị hư hỏng. Nước lũ trên đồi đổ xuống quá khủng khiếp, chưa bao giờ ở đây xảy ra tình trạng này. Anh Nguyễn Trường Em, đại diện khách sạn cho biết. Cây cầu qua thôn Tiến Hải bị sập mố, không an toàn cho xe qua lại, được lực lượng chức năng phong tỏa. Tối qua, lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông túc trực, hướng dẫn xe đi hướng khác đảm bảo an toàn. Hai thôn Tiến Phú và Tiến Hải thuộc xã Tiến Thành, nằm dưới chân đồi cát kề đường ven biển 719 ở phía nam thành phố Phan Thiết. Tình trạng lũ cát từ đồi cao ập xuống bất ngờ khiến người dân nơi đây luôn ở trong tình trạng bất an. Theo người dân địa phương, trước đây cũng có cát đỏ theo nước trôi xuống đường nhưng rất ít. Tuy nhiên từ khi xuất hiện dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên đồi, cây cối bị san ủi, nước lũ từ đồi đổ xuống bất thường với lưu lượng lớn. Chúng tôi rất lo lắng mỗi khi trời đổ mưa, mong chính quyền sớm khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Đức Nghĩa, người dân xã Tiến Thành kiến nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân sau khi đến kiểm tra hiện trường sạt lở, cho biết trước mắt chính quyền sẽ làm các đê cát ngăn nước, đồng thời đào các ao nhỏ tích nước và tự thấm, hạn chế dòng nước lớn chảy cùng lúc xuống đồi khiến cát trôi theo. Về lâu dài địa phương đầu tư hệ thống cống thoát, thu gom nước trên đồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.